tin báo em lấy chồng. Bâng khuâng nhìn cảnh thì buồn lòng. Hai năm sương gió tận miền xa, mấy lần hỏi âm vắng tin ngờ đâu giờ em lên xe hoa. Vì thời gian xoáng tan. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với channel của Thanh Tâm Audio. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, một ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vì thế em sẽ gửi một lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh em đã đăng ký cũng như là ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Bộ dàn ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác đến từ thương hiệu Pioneer. Đây là một trong những cái bộ dàn mini đa năng. Nó không đa năng về cái khả năng kết nối như những cái bộ dàn Kenwood K531 hay 521. Bộ này nó đa năng về khả năng chơi nhạc từ những cái đường thiết bị gắn ngoài vào như là CD, MD và DVD. Thì bộ này nó có cái tên mã là Pioneer SDV5XK. Bộ dàn này về hàng bên em thì full box, đầy đủ mọi phụ kiện cũng như là xốp, hộp. Hình thức của nó khoảng 98-99%, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác cái thiết bị này có những cái tính năng như thế nào. Thì các bác cũng đang có thể thấy là Pioneer SXDV DV5K có một cái thiết kế theo kiểu dáng mini. Nó có một cái Omni Receiver CD, MD cũng như là tất cả những cái tính năng có trong một cái thiết bị này. Con cục Omni này nó rất là nặng, ở bên trong nó rất là nhiều những cái linh kiện cũng như nguồn cái biến thế của nó rất là to. Hai cái cặp loa Buxell bên cạnh các bác có thể thấy là cái e-cang cũng còn rất là đẹp. Và bộ này nó có cái màu là màu tím. Đây, em sẽ tháo e-cang cho các bác xem. Đó, loa là dạng loa hai đường tiếng, loa Buxell. Kích thước bát nó khoảng 12cm và chép là một dạng chép bóng, được bảo vệ bởi một cái cang nhựa. Ok. Thì con này như em giới thiệu ngay từ đầu thì nó có một cái màn hình hiển thị là tương đối là lớn. Và nó hiển thị tất cả những cái thông tin chơi nhạc cũng như là các bác đang sử dụng thao tác trên bộ dàn ở trên mặt màn hình hiển thị. Nó có khả năng đọc được đĩa MD cũng như là DVD và CD. Thì các bác cũng đang có thể thấy là em đang đọc cái đĩa, em đang chạy bằng đĩa MD. Và nó có những cái tính năng như nhanh như sau: DVD và CD này, MD này, 9 in này, FM, AM. Chúng ta sẽ có những cái nút để ra đĩa cho DVD cũng như là MD. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái núm vặn âm lượng khá là lớn. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem tham khảo về mặt sau một chút. Bộ dàn này nó cũng không có nhiều kết nối mặt sau cho lắm. Nó chỉ có những cái đường đơn cơ bản như đường line này, đường video out. Ok. Bộ dàn này với về hàng với hình thức cực đẹp các bác nhé, rất là tuyệt vời và nó đầy đủ phụ kiện theo hộp, từ dây loa cho đến khiển zin cũng như sách hướng dẫn sử dụng và những cái catalog. Ok, các bác có thể thấy là ở sau mặt máy của nó ấy, thì cái cặp loa này là Pioneer SV5K, nó có cái công suất là 25W, trở kháng là 4 ohm. Bộ dàn này nó phù hợp với những không gian là phòng ngủ hoặc là phòng làm việc của các bác. Các bác có thể thấy thêm đó là cái thiết bị này đằng sau nó còn được trang bị một cái quạt hút nhiệt ở bên trong thiết bị ra, rất là lớn, giúp cái sản phẩm nó chạy liên tục mà không bị nóng. Đây là một cái cục biến áp này. Và đây là những cái đường line in vào. Ngoài ra nó còn một đường sub out, đường video out bằng cổng S2 cũng như là cổng video out. Ngoài ra nó còn có một cái cổng quang out, thì em không biết là đây là nó cổng cao quang out âm thanh hay là nó out được cả hình. Bây giờ em sẽ quay về mặt trước và đi vào test luôn cho các bác nghe chất âm bộ dàn này. Bộ dàn này thì nó có giá rất là phải chăng thôi, nó chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Với hình thức rất là đẹp và mới các bác nhé. Với một cái những cái dàn all in one như thế này thì các bác nên đi tìm cho mình những cái bộ dàn nó, thứ nhất nó còn phải mới. Đấy, và các tính năng của nó phải sử dụng được hết, chứ không nên mua những cái bộ dàn mà nó chỉ còn sử dụng được CD hoặc là MD hoặc là nó hỏng bất cứ một cái tính năng nào. Bấm sẽ test cho các bác
cái CD. Con này nó đọc được cả DVD các bác nhá. Bộ này bác nào mua thì em sẽ tặng cho 1-2 chiếc đĩa MD để về các bác có thể nghe. Ngoài ra thì nó cũng có cái tính năng là ghi từ MD sang ghi từ CD sang MD thì phải. Giới thiệu thêm các bác một chút về cái tính năng nhanh của bộ dàn này. Bộ dàn này nó có khả năng chỉnh bát chép trên ngay trên điều khiển của cái thiết bị điều khiển zin như em đang cầm trên tay đây. Ngoài ra nó còn nhiều rất là nhiều những cái tính năng như chúng ta có thể chọn luôn cái thể loại nhạc mà chúng ta sẽ nghe như là ví dụ này, flat này, pop, vocal, live, future, và nó có khả năng chỉnh được cả bát chép. Đây các bác. Các bác thao tác trên điều khiển. Ok, đấy, bát này. Bát nó có thể lên 5 mức cũng như là chép cũng như thế. Đây, chép đây thì em đang để chép vào mặc định. Chúng ta sẽ đi vào test nhạc luôn. Em sẽ test cho các bác một bản nhạc ở CD và em sẽ test lại một bản nhạc ở MD cho các bác nghe. Từ
gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bà béo mình vẫn không đành. Đêm ấy mưa rơi, giọt mưa tan ta cứ mùa ngâu. Tiễn chân người đi, buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tiếng mình xa buốt, hỏi coi sẽ vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi, mà người còn vắng bóng mãi. Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai. Biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bà béo mình vẫn không lạnh lòng quên. Nhưng ai bà béo mình vẫn không đành lòng quên. Chỉ việc chuyển về cái đường chân MD thôi, và thiết bị nó sẽ đọc đĩa. Chàng từ khi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương. Địa nhường bao nỗi không muốn dằm, xiết bao dài dầu. Nắng ở
đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh. Xin từ giá đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu giờ đây xin giã từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu giờ đây xin giã từ. Ok, vừa rồi là em có giới thiệu cũng như là test cho các bác nghe thử cái chất âm của cái bộ dàn Pioneer XSV5DV. Bộ dàn này là một trong những bộ dàn mini chơi khá là đa dạng. Với cái khả năng đọc DVD thì các bác có thể hoàn toàn có thể là thiết kế những cái bộ dàn này trong phòng ngủ để nó có thể, để chúng ta có thể xem những cái đĩa DVD hài kịch cũng như là DVD của Thúy Nga rất là tốt. Ngoài ra với hai cái khả năng đọc MD cũng như là CD thì cái khả năng nghe nhạc của các bác cũng được tăng lên rất là nhiều với cái nguồn đĩa CD cũng như MD. Ngoài ra các bác chơi qua điện thoại thì cũng có thể chơi qua cái đường line-in ở sau, đằng sau máy. Con máy này cũng có những cái tính năng như FM và AM, thì cái tính năng này các bác về có thể tự kết nối anten và sử dụng cái thiết bị. Bộ dàn này đang có giá bên em là 5,5 triệu, full box từ A đến Z, từ thùng xốp cho đến phụ kiện zin đi kèm. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Nếu mà các bác đang tìm hiểu cho mình những cái bộ dàn âm thanh đến từ thị trường Nhật Bản mà chưa ưng ý một cái bộ nào đó, thì các bác có thể ấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của em để có thể tham khảo thêm những cái bộ dàn khác mà em sẽ test cũng như cập nhật nhanh nhất trong cái thời gian gần tới đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Chúc các bác có một ngày nghỉ mùng 10 tháng 3 vui vẻ bên những người thân yêu.